Dạ, chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh Nhà đất Linh Hoa. Và hiện tại thì Linh Hoa đang đứng trước con đường, trục đường của đường Lê Văn Quế. Vị trí căn nhà của mình rất là đẹp, nằm ở một sẹt của trục đường Lê Văn Quế. Nó là mặt tiền nội bộ, là mặt tiền đường số 24A. Từ vị trí căn nhà của mình đi ra ngoài mặt tiền đường lớn chỉ có 100 m thôi. Hẻm ở nhà là hẻm nhựa 6 m thông. Và căn nhà mình nằm trong khu an ninh dân trí, nhiều nhà cao tầng. Quý khách về đây sinh sống thì yên tâm về độ an toàn và dân trí của khu vực này. Với diện tích ngang 4, dài 12 m, mình xây đủ luôn một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng. Giá rất là tốt. Một cái điểm đặc biệt là giảm 200 triệu so với giá khởi điểm ban đầu. Do diện tích mình xây đủ cho nên mình sử dụng ở ngoài là lớp cửa cổng là cửa sắt sơn cửa sắt CNC mạnh. Và phía bên trong là cửa cổng, cửa kế tiếp là cửa kính cường lực. Với thiết kế kính cường lực thì cách nhiệt, cách âm rất là tốt. Và đây là không gian của phòng tầng trệt, cực kỳ đẹp và sang trọng luôn, do hai bên tường mình đi gạch cao trên 4 mét. Phía bên trên mình đi tranh 3D, trần sử dụng trần thạch cao, đi chỉ họa tiết chỉ vàng, hệ thống đèn chùm đầy đủ. Và một cái điểm đặc biệt là khi mình sử dụng cái tranh 3D, nó làm cho không gian của mình nổi bật hơn. Vị trí của phòng tầng trệt rộng thì mình để được xe ô tô 7 chỗ. Và phía đối diện với khu vực cầu thang mình có một cái tủ rượu sử dụng là gỗ tự nhiên. Và một cái điểm đặc biệt là nhà mình đi tất cả các bức tường mình sử dụng ốp gạch full trần luôn, cho nên rất là bền và chắc chắn cũng như rất là sang trọng. Mình có cái không gian của bếp để được cái bàn ăn khoảng tầm 6 người ngồi. Nhà của mình có cái phòng tầng trệt rộng lắm cho nên để được xe ô tô và nhiều xe gắn máy. Nhà hướng đông thích hợp với quý khách có nhu cầu về đông tứ trạch. Và căn nhà của mình là có tổng cộng 5 phòng ngủ, 4 phòng thờ, 4 phòng ngoài vệ sinh, một phòng giặt, sân thượng, sân phơi, trước sau đầy đủ. Quý khách thấy được ở bên trên không gian rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta di chuyển lên trên tầng lửng. Nhà này đặc biệt lắm quý vị, tại vì không gian của tầng lửng là mình thiết kế một cái phòng riêng biệt luôn, có cả nhà vệ sinh ở trong đó. Thật sự thì ở tất cả các cái căn nhà khu vực Bình Tân mà thiết kế không gian tầng lửng có nhà vệ sinh thì rất là hiếm. Quý khách thấy được không gian rất là đẹp luôn, gam màu phối hợp rất là hài hòa. Phía bên trong là không gian của tầng lửng, mình thiết kế kính cường lực để tạo cái ánh sáng. Và ở đây là mình tạo riêng biệt một cái phòng và mình có cái nhà vệ sinh riêng luôn, cho nên có thể sử dụng làm phòng ngủ hoặc là phòng khách đều được hết. Cửa phòng mình sử dụng là cửa gỗ tự nhiên và cái cửa này rất là hiện đại. Đây là cái toilet riêng cho cái phòng tầng lửng của mình. Cửa phòng mình sử cửa toilet là mình sử dụng cửa nhôm sinh pha kính cường lực phủ mờ, bên trong là mình đi vòi sen tắm phi thuyền. Dạ, nhà của mình đi ra ngoài chợ Lê Văn Quế tầm khoảng 200 mét thôi. Ở đây là mình vị trí này rất là đẹp, quý khách có thể là mở buôn bán kinh doanh online đều được hết. Nhà thì nằm trong khu cao tầng, rất là an ninh dân trí và nhìn nó rất là văn minh. Không gian lầu 1 thì được thiết kế làm hai phòng ngủ trước và phòng ngủ sau. Mình có một cái toilet chung cho hai phòng ngủ. Và cái toilet này thì mình thiết kế được cái vách ngăn tắm đứng, vòi sen tắm phi thuyền, các thiết bị vệ sinh khác sử dụng là hệ cao cấp. Không gian của căn nhà mình sử dụng là tông màu trắng sáng, nó tạo cho cái căn nhà của mình rộng thoáng và sang trọng. Ở đây cửa là mình sử dụng là cửa kính cường lực. Bên ngoài có phần hành lang và cái phần hành lang cao trên 1,4 m được cắt tỉa bởi sắt CNC. Quý khách thấy được khu vực xung quanh nhà mình là khu nhà cao tầng không? Rất là an toàn và dân trí. Từ vị trí căn nhà của mình mà đi ra ngoài ngã tư bốn xã thì khoảng 1,2 km. Và đi ra ngoài đầm sen thì khoảng tầm 2,5 km. Và đây là không gian của phòng ngủ ở phía sau. Ở đây tiện ích bán kính trong vòng 500 m, mình gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện đầy đủ hết. Và từ đây mình đi ra quận Tân Phú khoảng tầm 5 phút, đi ra quận 6 cũng chỉ tầm 5 phút, vì nhà mình là ngay cái khu vực 4 xã, là một bên là Tân Phú và một bên là quận 6. Và đây là không gian của lầu 2, lầu 2 thiết kế giống như ở lầu 1. Hai phòng ngủ trước và sau, một cái toilet chung. Toilet này có vách ngăn tắm đứng, vòi sen tắm phi thuyền. Từ căn nhà của mình đi ra trường Lý Thường Kiệt là trường chuyên của quận Bình Tân, của trường Bình Trị Đông A
là trường cấp 2, trường Bình Trị 1 là trường cấp 1 và trường Nguyễn Hữu Cảnh là trường cấp 3 trong vòng 400 mét đổ lại thôi. Rất thuận tiện cho quý khách có con em còn đi học. Từ đây mình đi ra bệnh viện Bình Tân khoảng tầm 400 mét và mình đi ra siêu thị Co-opmart của khu vực căn hộ Sài Gòn Home cũng tầm 4 đến 500 mét thôi. Và cái vị trí căn nhà của mình đi ra khu Tên Lửa, Bệnh viện Quốc tế và Aon Bình Tân là tầm trên 5 phút. Ở đây mình đi ra bến xe miền Tây thì khoảng 15 phút. Và đây là không gian của lầu 3. Ở cái không gian lầu 3 này mình có cái thiết kế thêm một cái giếng trời nữa. Cho nên nhà mình có nhiều ánh sáng và gió. Ở phần bên ngoài là cái phần sân thượng rất là lý tưởng, tương đối rộng. Thích hợp cho quý khách tổ chức các bữa tiệc buffet vào những ngày cuối tuần. Ở đây chúng ta sử dụng là nước thủy cục vì ở trên mái là mình có bồn chứa nước và hệ thống năng lượng mặt trời. Cho nên mình sử dụng là nước thủy cục với hai vòi nước nóng lạnh. Phía sau là mình có một cái không gian phòng giặt nữa. Nhà mình rất là tiện nghi, có tổng cộng là 5 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, 1 phòng giặt, sân thượng trước sau đầy đủ. Với giá là giảm 200 triệu so với giá khởi điểm ban đầu, chỉ còn 6 tỷ mốt, ngân hàng hỗ trợ mình vay 80% giá trị căn nhà, sổ hồng cầm tay, mua ra công chứng liền trong ngày. Quý khách có nhu cầu tham quan căn nhà.